Xin kính thưa quý vị, hiện nay tôi đang có mặt tại cái vườn thanh long mà bà con nông dân người ta đang bắt đầu nhổ trụ. Như vậy thì cái cách nhổ trụ như thế nào thì bà con hãy cùng tôi để đến đó xem cái cách nhổ trụ của nông dân như thế nào nha quý vị. Quý vị nếu mà có xem cái like này thì nhớ hỗ trợ cho Quyết Thắng một like, một đăng ký và một bấm chuông nha quý vị. Quý vị theo tôi để xem cái cách nhổ trụ của họ. Sau khi mà người ta nhổ trụ này lên quý vị nè, thì họ sẽ thu 25.000 đồng trên một trụ nhổ và chở đi luôn, và đem đến ngay cái chỗ nào mà trống đó thì người ta sẽ bỏ xuống và người ta sẽ đập và người ta lấy trụ lại. Nếu cái trụ nào tốt thì đem về là người ta bán hoặc là ta sử dụng việc khác, còn nếu mà cái trụ nào mà nó gãy đó thì người ta đập, người ta lấy sắt và người ta cũng bán luôn. Hồi sáng giờ nhổ được khoảng hơi có 100 mét này. Quý vị thấy không, bùi nhổ rồi bùi chặt bỏ lên xe và chở xuống sông bỏ. Rồi bây giờ tiếp tục nhổ cây khác. Bây giờ làm thanh long nó không có hiệu quả nữa, giá cả thì bấp bênh, chỉ một số ít nào đó là họ để lại họ làm thôi, nhưng mà giảm bớt cái lượng đầu tư, thành thử thanh long nó cũng không có. Còn bây giờ thanh long kiểu này là người ta sẽ nhổ, người ta sẽ làm ruộng lại quý vị nè. Nhổ lên thì 25.000 đồng một trụ và chở đi bỏ để rồi người ta làm ruộng. Cái này người ta cột cái đầu dây xích đó, vô trong cái góc trụ, sau đó là cái chiếc máy cày nó kéo dỡ lên thì nhổ kể cả trụ và thanh long luôn và đem bỏ lên xe như thế này rồi chở đi bỏ. Đó, giờ nhổ lên nó bứt rồi, cho như cột không kỹ bứt rồi. Thế rồi móc phải cho kỹ à. Rồi dỡ lên đó, quý vị thấy không, dỡ lên. Rồi. Nó hồi sáng giờ mà nhổ có nhiêu đây à? Sáng giờ mà mới có 60 trụ. Bốn người, một chiếc máy cày, một chiếc máy kéo, máy cày kéo và hai người phụ nữa là có thể là bốn người rồi quý vị. Mà nhớ hồi sáng giờ mới có 60 trụ à. Giá là 25.000 đồng trên một trụ. Và buổi sáng mà gió quá. Đám này là ta nhổ ngày hôm kia nè. Giờ tiếp tục vào nhổ đám này. Sáng mình gió kìa. Đây cũng là một
cái cách của người nông dân. Và tập trung để nhổ chuồng như thế này, ngày trồng xuống thì khó, mà tốn công cũng rất là nhiều, kể cả tốn tiền tốn của luôn. Nhưng mà qua thời gian thì kinh tế nó không có hiệu quả, thành ra bây giờ phải bỏ và nhổ chuồng đó quý vị. Mà nhổ chuồng bây giờ nó cũng phải tốn tiền đó, 25.000 đồng cây đó. Công phu quá. Làm cũng khổ chứ bỏ. Bây giờ nhổ tiếp nè. Giờ thấy cực khổ ghê không, nhưng mà công phu á nha, 25.000 đồng trụ cũng công phu á, chớ mà đây về bên sông cũng phải là một cây số mới bỏ. Chớ đi về dưới bên sông mà nơi chỗ nào mà trống là người ta sẽ bỏ này, rồi sau đó là có người sẽ đập trụ để lấy sắt và bán, gọi là bán sắt á. Sắt bây giờ là cũng tiêu không á. Cái clip này đến đây là xin hết. Kính chào quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Xin cảm ơn.